vào thế giữa sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hành Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên ghép và test các bộ hát karaoke. Trong buổi trưa ngày nay, đó là buổi trưa thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019, anh Nguyễn rất mừng được đón bác Nguyễn Văn Lương ở thôn Giáo Thiện, Quỳnh Phụ, Thái Bình lắp một bộ karaoke. Đây là bác Lương, Nguyễn Văn Lương ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thì bộ bao gồm sau: một lưng tiếng Android P28, một vào số V-Line 6, một cú đẩy Tele Acoustic mà 28 chính hãng, con này 32 đèn, công suất 800 một cây, đánh tốt 40-30 mới tinh, và đôi MOF Bass 30 vân lượng tầm dầu, tép cây tan từ 14-70-4-4, dòng bãi xịn của Đức, gọi là tốt những người loa có bộ ngực to, đối với phụ nữ đấy, tốt những người phụ nữ có bộ ngực to, không cần phải cố thuật, rất là đẹp, rất âm hay, chi tiết hát bay hát nhẹ, không bị rút rít. Mic thì bác có u của anh 10 rồi, anh cứ nhờ mic thôi, nhà bác sắp có mic rồi. Đây xin coi đẩy tới đây này, 3.8 3.6 lượng tiếng là đổi V28 và là màu em, con này công suất từ 400W đến 1600W. Màu em trên bằng lương Giáo Thiện, Quỳnh Phụ, Lai Bình. Đây là clip ghi hình làm kỷ niệm giữa bác Lương với anh Nguyễn, tức là anh giấu một cái thời điểm kỷ niệm giữa bàn giao bộ hát và lắp đặt tại công ty điện ảnh Nguyễn giữa Hải Dương và Thái Bình, giống như hội nghị là APEC ấy. Con bác thấy nhỉ? Xem bác cảm thấy bộ hát này ok không? Bộ hát này nghe rất tuyệt. Bác thấy so với vang cơ, vang số bác thấy khác nhau nhiều không? Vang số nghe rất hay, vang cơ nhiều. Cảm ơn bác nhé, bác Lượng đã thay đổi hết cả bộ hát rồi, đã sang nhà anh Nguyễn lắp bộ hát, thì bộ hát của bác đã hoàn thành. Cảm ơn bác rất là nhiều, chúc bác sẽ vui vẻ cho câu hát của mình và thể hiện cái giọng ca của mình cho mọi người. Cảm ơn bác rất nhiều.